Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHBG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game mới kho báu tan đây. Thì hôm nay nó vừa ra bản test, chắc tầm tuần nữa nó mới ra bản chính thức. Vì vậy mình sẽ share code, cách nhập code cũng như một vài con tướng meta đầu game cho anh em. Đầu tiên là về phần nhập code, thì em click vào avatar rồi vào cài đặt. Xong em đổi quà xong. Không biết cái con này quà này nó gửi thẳng hay vào thư nhỉ? Rồi mình xem nó có thư không đã. Hình như là không có thư, à thư đây. Khéo khi là nó sẽ gửi vào thư này. À khoan á. À game này nó có cái quay chọn tướng nhá. Không biết mấy con tướng này Hensu hay mặc định nữa. Cái đợi mình trải nghiệm mình sẽ gắn vào cuối ô cho anh em xem. Mở game này nó giống cái con game tứ hoàng trước mình test nhở. Lạp đầu cũng được ACE này. Đây ngày 2, ngày 3 sẽ được một set trang bị cam. Còn về phần code thì em cứ vào phần mô tả cộng với bình luận của video mới nhất. Hay là em cứ vào cái nhóm chia sẻ mình. Đây nhóm mình vừa đổi tên này. Cộng đồng kho báu tan đây gạch ngang chia sẻ nghiệm. Rồi anh em vào phần đáng chú ý ra. Rồi phần code nhá, mình sẽ cho vào đáng chú ý này. Hiện tại bây giờ thì game nó chưa ra nên là vẫn chưa có code chung. Anh em chỉ cần chú ý cho mình cái code trong phần trang chủ thôi. 8 cái nhá, chú ý. Về cái code trang chủ này ấy, khá là dễ thôi. Anh em cứ tạo thật là nhiều hạc. Anh em vậy tí nhá, nó loa loa đã. Đây, nó là phần ở cá cược nhá. Mình nhớ nhiệm vụ nó cho anh em là 1.400 điểm. Anh em cược mắc điểm với mình nhá. Cái cược này thì nó sẽ cho anh em cược tất cả điểm lên, anh em cứ gấp cháo lên ấy, tạo thật nhiều hạc, anh em kiếm điểm để mình đổi full code. Đây nó sẽ có 6 code. 1.200, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000. Anh em thích kiếm từ cái to hơn lại hay từ cái nhỏ hơn lại cũng được. Ví dụ như mình, nếu mà mình kiếm từ cái to lại ấy, mình tạo tầm 10 hạc đi. Rồi mình cứ gấp cháo lên. Đến khi nào ấy, nó được mốc 10k rồi mình đổi code 10k. Rồi mình đổi 8k, 5k, 3k, rồi 2k với 1k. Nói chung này cũng khá dễ thôi. Anh em chỉ cần bỏ tầm nửa tiếng thôi. Anh em tạo thật là nhiều hạc. Anh em chơi cái này là được. Còn về cái code web thì hiện tại nó vẫn chưa cập nhật. Còn về fanpage ấy, hiện tại nhá, 1, 2, 3, 4, 5 cái. Mình nhớ là có 1, 2 cái nó hết hạn rồi. Nhưng mà một cái phải, tức là tổng cộng giờ là có 6 cái sự kiện. Hết một cái là còn có 5 cái. Mình nhớ trong 5 cái này có một cái gần hết hạn thì phải. Hình như là cái vào nhóm hoặc là cái thuyền trưởng thông thái mày. Đầu tiên là cái vào nhóm này. Đợi mình xem qua nhá. Đây, nó là cái sự kiện là vào nhóm nhá. Để vào nhóm thì nó sẽ đưa cho anh em đến cái bài viết anh em tham gia. Anh em chỉ cần điền Gmail vào thôi. Đâu nhở, nó có ghi ngày không nhở? Không ghi ngày à? À đây, quà sẽ được gửi qua mail trước khi game ra mắt. Anh em chú ý nhá. Còn vài ngày nữa là hết hạn thôi. Ok, giờ là mấy con tướng meta đầu game. Đây, trước khi nói qua tướng mình sẽ trải nghiệm qua con game không ơi.